Hello, xin chào các nhà đã quay trở lại với kênh của Tướng Yến Vlog nha. Thì hôm nay mọi người em có đọc mấy cái bình luận đó, nói là ăn cắp ý tưởng rồi này kia mọi người. Thì thật sự là mỗi ngày á, em quay TikTok nè, rồi em quay YouTube nè, rồi em quay tiếp cho bên kênh của chị Sương nữa, bên kênh TikTok của chị Sương nữa. Bởi vì em không có cái thời gian mà em lên trên YouTube á, em coi cái này kia mọi người, cho nên là em cũng không biết được là mình có trùng cái ý tưởng gì với ai hay không nữa. Bởi vậy á, nhiều cái em suy nghĩ sao á, là em diễn vậy thôi, em cho anh chồng em vậy thôi, chứ không có biết được là mấy kênh khác làm sao sao mà mình bắt chước đâu mọi người. Cho nên có trùng thì mọi người hoan hỷ bỏ qua nha. Tại vì mặc dù là trùng thiệt, nhưng mà mỗi người mỗi cách diễn khác nhau mà, chứ đâu có ai giống với ai diễn giống ai đâu mọi người. Với lại em thấy có người bình luận nói là sao em hay kêu chồng em bằng mày tao á, tại vì hai đứa em trùng tuổi nha mọi người. Lúc mà chưa làm YouTube á, là hai đứa em đã nói chuyện với nhau là mày tao quen rồi, cho nên nhiều khi lên clip á, lúc mà nóng quá thì kêu mày tao, cái đó là cái chuyện bình thường mọi người. Tại vì chồng em cũng không có nói gì cái vụ đó trơn á, tại vì hai đứa bằng tuổi mà xưng hô vậy nó quen rồi đó mọi người. Mà mọi người có nghe thấy khó chịu thì mọi người cũng hoan hỷ bỏ qua cho em nha. Tại vì trong lúc mà nóng lên đó mọi người, tròn mà nhiều cái nóng lên á, mình không có nói chuyện anh em rồi vợ chồng này kia được mọi người, cho nên là kêu mày tao là cái chuyện bình thường thôi mọi người. Còn mọi người thấy tròn mà mấy cái mà anh Tấn nóng á, là tại vì cái khuyết điểm của anh là vậy mọi người. Khuyết điểm của anh là ghen dữ lắm, bởi vậy không có thích vợ mình này kia. Bởi vì em cho mấy cái làm cho ổng ghen á, ổng không có kiềm chế được là vậy đó mọi người. Cho nên là mọi người coi clip á, có gì hoan hỷ bỏ qua nha. Tại lúc nóng mà tròn mà đâu có phải mà nói trước hay là gì đâu, cho nên là trong lúc nóng giật mà ta sao là người ta bộc lộ ra vậy đó mọi người. Cho nên mọi người cũng coi clip vui vẻ thôi, còn mấy cái chuyện khác thì mọi người hoan hỷ bỏ qua cho vợ chồng em nha. Thì hôm nay em có một cái màn cho đối với ba em nữa nha mọi người. Thì giờ này ba em đang ẩm kudo đi ra ngoài trước chơi rồi mọi người. Tại vì chồng em á đi biển với Nhã mọi người, đi ra trụ điện á, sinh tồn với Nhã hai ngày nay rồi. Em với kudo lên ba em chơi hôm qua giờ. Thì giờ này ba em đang ẩm kudo đi chơi đâu ngoài trước mọi người. Em sẽ trong đây em đặt cái que sẵn rồi em kêu ba em vô, em sẽ thực hiện cái màn cho này với ba em nha. Thì cái màn cho như thế nào mà mọi người cùng đón xem nha. Ba ơi, ẩm kudo về đi ba, tối ba ẩm cái ông chơi hoài vậy. Ẩm vô phòng chơi đi. Tối rồi nó đâu ra đường quay nè. Tối rồi mà ra đường cái gì? Thôi vô nhà phòng chơi với mày nè. Mẹ hả? 1 2 giờ khuya mày mới ngủ không ha? Ngày nào cũng vậy chứ ha. Đó, anh chơi điện thoại không ra đường nha. Mày ra đường ban đêm, rồi 1 2 giờ khuya mày mới ngủ. Chơi nè, đóng lại. Không có cửa lại. Lại đẳng ra ngoài đi. Đây nè. Đấu bài ớn. Ở đây nè. Nghe không? Đi lại đẳng ra ngoài đi. Làm chơi với mày nè. Ô, đã nó lên làm xúc. Nè. Đi đây, mai ba về kìa. Mai ba cô Tứng về. Mày về có cái là nó khô, nướng nghe con bồng. Không. Ba mà đi bằng nước bằng nắng mà. Nghe không? Ôi mệt quá. Alo. Rồi tới công chuyện này. Để anh nói cho con nghe nè. Anh nhớ em không? Cái gì vậy bà nội? Có. Em ở nhà với cô đâu? Với ba nè. Với ba nó vậy? Ba đứa hầu ba nó. Chứ chỉ ai vậy? Giờ em tính cái con mực rồi. Giờ nó chỉ ai à? Bà nào? Bảy con mà. Bà nấu cha, mấy bữa mẹ ở nhà muốn nhờ. Muốn gì đâu? Chay gì hả? Muốn nó chay gì? Có đâu chạy. Có chuyện gì anh em ngồi sức vậy hả? Cũng bạn con chở xíu. Con coi nào cũng trơn á. Chưa đâu, nó liên bạn xíu. Không có bài em lại. Trời ơi. Anh vẫn còn lạnh không? Gì vậy chạy? Bạn người ta một người. Mày gì kỳ cục vậy? Bạn trai ta. Thôi mày mới đi có mấy bữa thôi. Mày muốn đồng hành hay gì vậy? Đó là nói bạn con chứ ba ai đâu trời. Mày gì mà mày lại có nhà. Thì nó đi, con mới dám điện nè. Điện gì mà coi được hả? Ừ, ba che giấu rồi con đi
chị đang giúp tao chị đi giúp. Nó chỉ biết là tao thương nó lắm nha, mày cứ làm gì mà tao đổ giống này tao chết cha rồi. Ba không ra em chứ có gì đâu. Thôi vậy thì không ăn ba ra không em gì chứ. Ai muốn ai em sợ gì đó, tại vì mấy chồng em đi mấy ngày nay rồi mà giờ nó chuyển nhanh em sợ, nó sợ nó về nó gặp rồi nó quýnh em thôi. Tao kêu mày thôi nghe chưa, thôi nghe nó quậy anh nói chuyện bình thường đi, nói gì đâu ba cũng không nói gì đâu, không cho nói nữa chú là đây vậy thôi chú dẹp đi. Nó có chồng có con này chứ đừng có dụ dỗ nữa. Ra ngoài trời nó bởi nó điện thoại của con nè. Dẹp chưa? Ba em với con em quậy nè. Nó nói gì chứ? Anh khỏe không? Để bà nội quay. Chú ơi, dẹp tôi không có nói chuyện nữa. Em cũng khỏe nữa. Nhớ em không? Tao nói mày nghe thôi vậy. Trời ơi. Cái gì á mà má chết rồi vừa làm mày có làm hết gì cũng làm gì mà làm cái gì á nhờ tôi kiếm cái chết. Ừ người ngộ quá một người sống vậy tao cũng thấy giờ vậy đó, tao chứ kiếm cảnh gì là nha, có chồng có con mà lo làm tập trung lo tương lai rồi mà đúng là trong nọ gì hả, đó cũng nói bạn con mà bạn với tao cũng bạn gì chứ đó rồi đó không sao lên đây bà không nói vậy thôi chứ đâu có gì đâu, nói chú thôi nghe chưa, không nói chuyện gái chứ bà không có trò đó. Nó có chồng, nó có chồng con rồi đó. Chú lên con dẹp đi, kiếm người khác đi. Thì anh biết không có chồng có con mà. Biết mình sẽ nhào vô gì hả? Nhào đâu mà nhào trời. Bạn ta nói chuyện tôi nghe. Bạn mẹ gì trên á. Con dẹp à. Con nói chú thâu nghe chưa à. Con thích đó. Con cấm chú thiệt đó không cho quen gái đó. Nó có chồng có con rồi đó. Tại vì ba em sợ rồi ngày mai chồng em về quýnh em nâu mắt. Nâu thể chứ hả? Nâu cả lương gì. Tại vì em sợ chồng em quýnh em thôi chứ đâu có gì đâu, ba em không nói chú thôi nha chưa, mà chú mà có cái thái độ như vậy nha, mà có gì là chú không có đừng có sao cũng nói trước nha chưa. Em quen ai ba em tính chịu, ba em muốn chích nhận. Ai cho chặt ai chịu? Ai cho anh nhận? Thiệt, nói vậy em quen ai ba em cũng chích nhận. Chứ đâu có gì đâu. Mà coi nó nè, nói chuyện đây nè, đó, chú yêu đương gì nè, nó mẹ con đó. Đó, chú nghe không? Chú nghe không? À, nhỏ mẹ hả? Thì con em đó. Tôi nói là chú nói có chồng có con rồi chú dẹp đi nha. Cái gì vậy? 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 Cho mày bất tình đi, cho chú ai đi vậy? Hả? Con đã sửa chúng ta đi hả? Con nói chuyện với bạn thôi nghe. Con chồng có con rồi nói thôi đi chứ. Nha. Không điện luôn đi, dẹp luôn đi, không điện hết. Anh điện bữa nay thôi chứ ngày mai mình điện nè. Rồi sắp tới được điện nữa. Điện nào mà. Cái gì vậy? Nó còn phải chết thì dù không quay hết kìa. Cho hết thì dù không quay. Điện nó làm gì vậy trời? Còn phải chết thì dù không quay. Cái gì vậy? Cái mẹ con cháu, con cháu đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mẹ thì vậy đó, con thì vậy nè. Con em sao sống nổi? Có gì nữa em đừng nha, em điện mắc máy nha. Em định điện em nha. Anh định điện em nha. Em điện đi, anh hay mắc máy. Anh điện rồi, chồng em muốn em điện. Cũng có tình tao nói đâu, giờ tao nói đâu hả? Cái gì nói đâu? Trời ơi, em nói vậy thôi, em nghe em nói lại. Trời ơi, thương em nói dễ dữ đó để chồng em nghe. Đừng có lấy điện thoại thôi. Cái gì vậy trời? Dạ, mày biết cái gì cho tao? Cái gì vậy? Hả? Mình dọc mà đi mấy bữa muốn lên nhà cái chai gì hả? Hả? Muốn tao đâu quên cái gì? Tao đừng lấy điện thoại và điện tướng nha. Tao vét nó luôn, tao điện thẳng nó đi luôn đó. Sao vậy? Hai nó về tao đấu hết cho nó nghe nè. Mày biết? Gì kỳ trời? Kỳ cái gì mà kỳ? Có con nào mà vậy không? Thì chứ có chồng có con mà không có lập trường được. Đứa này chồng muốn nói gì? Muốn gì đây hả? Muốn gia đình đấu giả hả gì hả? Thôi nha anh, thôi anh chửi em quá thì chửi. Để chào được trời vậy thôi nha anh. Thôi biết luôn đi. Tôi nói gọi là chú mà đừng dụ dỗ gái tôi là nó mới chồng có con nữa. Chú mặc điện lại giờ em chửi em quá rồi. Mặc điện thôi luôn bây giờ. Mặc điện thôi luôn bây giờ. Chú điện lại nói chuyện bữa cuối mai là chồng em về đâu điện. Mà thấy con gì không mà mày muốn gì đó hả? Hả?
có đứa con mà không mẹ hiểu chứ sống mình còn ăn cái gì đó hả? Hả? Muốn gì ở đây? Dạ. Hổ tao ơi, bây giờ bấm ở đây hả? Dạ, đi thôi nha anh. Nè, chắc chuyện lại nha. Hay dạ, giờ, dạ. Anh vô không? Cái gì vậy? Không nói chuyện với bạn đó nhưng mà cứ... Bạn sao không nói chuyện với bạn? Bạn gì hả? Bạn gì bạn? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Muốn cho về nó thì có gì đâu, thì tính đi, ba ba đi em đi. Cái gì nữa đây hả? Ăn cái gì vậy? Cái thằng này sao vậy trời? Sao dữ vậy? Con cái của mình nghĩ sao mà lấy chai sạc bầu nữa. Cha mày, tao nói rồi nha, mày sẽ tới mà tao mà nghe mày đi sâu một cái đó ha. Tao trà tao đơn cha mày á. Dân, sao kỳ quá. Thứ gì mình nết, có chồng con mình nết chưa? Con đó không nói là bạn con chứ không phải là bạn gì cho bạn bè cho tao sống tình chỗ này mà không biết mà bạn gì mà biết cái gì bạn bè nhà trọ cái gì cái gì trời ơi tự nhiên tự đón nha tự đón nha trời ơi bày gì sống cái gì sống cái gì vậy trời trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Ba không quýnh mặt rồi à. Ba là em nè. Cái gì vậy trời, cái xương mặt em cũng chửi ta nữa. Em bà nội em không? Trời ơi, trời. Chết rồi đó, giờ mới tiện với đàn này con trai mình xương mặt anh. Thì sao bằng em chứ đúng mà. Anh em mà giữ chân thì chết tao mày luôn à. Bà hổ cha mày. Ông quýnh em nè. Nãy đầu nó luôn giờ. Đuổi ghét nó. Thôi vậy thôi nha. Thôi luôn đi. Thôi em chút xíu gặp. Cha mày. Tối ngày. Nè hả nhỉ gọi đi. Nhỉ giúp đi cho. Chả nè. Cái gì vậy trời. Cái gì vậy trời. Con nhìn nó bà hư. Đi với mẹ nè. Nhỉ giúp đi. Nhìn mắt ra đi. Đi. Đụng hư hay. Cha mày bây giờ. Nhanh ơi cho tao gửi một đơn chút thôi nha. Gửi làm gì đó. Bồng giống như nè, quần áo nè, giống như tao. Không chứa cái thứ này đó. Cái gì vậy trời. Một cái thứ này không chứa nữa nè. Kệ, tự nhiên kêu đồ cá cho em kệ. Bà nội cha bay. Tao không thích làm thứ đó nè. Đi hết vậy tao. Dạ, tự nhiên đủ gì trời. Nè, đi hết đi. Bồng giống như hết đi. Tao làm gì bình tĩnh như vậy? Hả, tao làm gì mà bình tĩnh như vậy? Sao không bình? Bay đó là vợ chồng rồi, bây giờ sống như nhà con nó xíu mày còn muốn gì nữa hả? Mày còn ham muốn gì nữa? Gơm đầu gì hết cho tao. Ông ngoại đuổi con. Đuổi tao bét, con hồi mai tao bét cho con. Mà bét cho nó quýnh đầu ngầu mắt. Trời chết cho mày vừa vừa mày. Nó quýnh con rồi mà đừng nói sai mà. Đuổi tao bay. Con cái gì nữa, nghĩa là còn ham muốn nữa. Thôi vậy ba giữ nó luôn đi, để con nó còn đi dẫn luôn. Đi bà nội mày đi không? Dạ. Gom đầu với hết cho tao. Không có đi. Cha mày tối ngày. Cô đô đây với ông ngoại nha cô đô, mẹ đi luôn nha cô đô. Đi không? Ngày mai ba về ba nuôi con. Nuôi bà nội mày. Đừng nghĩ cho tao. Không có. Nó về tao mét lên cho mày coi nè. Mét đi. Tôi biết. Mét đi, nè con có bằng chứng nè. Ba chứ nãy giờ ba đánh nó nè, trời nó cười kìa. Má nó cười kìa. Rồi mày làm gì nữa vậy hả? Ê, con mày đánh rồi không có gì làm mày là mày bị cho nữa vậy hả? Có đâu, con quay về ba đánh nó nè. Đánh cái gì? Cười kìa. Đừng hư hàng đi. Bộ thứ tà bà hư. Nãy giờ ba mình đánh mình nha mọi người. Đánh thì đáng đợi cái thối đó đó. Nãy giờ đang trường đánh mình nha. Mình không có làm gì chứ. Không làm gì? Đang đánh mình vậy đó. Chồng đi vắng có mấy ngày, lên đây ở với ông già, hẹn hò chay. Hẹn hò nào trời, nãy giờ ta cho anh nha, không có nha. Ba coi điện thoại, ba coi, nãy giờ con có điện cho ai đâu. Con xạo, nãy giờ nói chuyện con cho anh ba chứ con có điện cho ai đâu. Hết chuyện chơi, đem cái này chơi, cho đi hả? Cầm cái chỗ trà, cầm mọi người, cầm cái... Thứ mất dạy. Trời ơi, chữ.
Con nhớ mẹ mày kìa. Cầm cái chổi kìa. Bà đâu cho thì bắt tao nha. Cái bàn tròn của mình thì cũng thành công nha mọi người, nhưng mà mình bị đánh đau quá mọi người ơi. Kệ giống nhỏ luôn kìa. Kệ vậy kìa. Mày bốn người đi đó nha. Lên thở rồi, sao thở vô đặt gốc mái tròn nè. Đuổi hoài luôn mà cũng kêu lên hoài á. À, mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn nha mọi người. Thì mọi người thấy các bạn cho của mình hay á, thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh cộng một chia sẻ nha. Còn cái này là bằng chứng đang trường cầm cái chỗ chà đánh mình nha mọi người. Nhưng không ơi, nhưng không đánh à, chắc vậy khùng mình. Đang quỳ chơi giỡn nghe hẹn hò yêu đương anh em gì đó. Ước gan không? Ừ, binh dễ quá ha. Sao không binh? Thương thằng ghế quá trời. Tao chỉ biết mình đó thôi, biết ai cho đó. Ghê, ghê. Trời ơi. Trời ơi, giờ mình cũng xin tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye 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 bye. Mày nữa. Mất mẹ thức con. Chắc tao điên luôn á.